Trong nhiều ngày qua, mưa lớn lũ dâng cao đã khiến cho các tỉnh miền Trung gặp rất nhiều khó khăn cả về người và của. Nhiều hoa màu, nhà cửa, vật nuôi của người dân đều trôi đi theo dòng nước lũ. Có những khu vực bị chia cắt nên bà con phải sống trong cảnh thiếu lương thực và nước uống. Với tinh thần tương thân tương ái, trước sự khó khăn của đồng bào, đã có rất nhiều tổ chức, hội nhóm từ thiện được lập nên để kêu gọi mọi người ủng hộ không chỉ tiền bạc mà còn cả những vật phẩm thiết yếu. Bên cạnh thực phẩm, thuốc men thì quần áo cũng là thứ cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình phân loại quần áo ủng hộ cũng đã phát sinh ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một nhóm từ thiện trong lúc soạn quần áo đem ủng hộ đã phát hiện một thùng hàng bên trong có chứa hàng chục chiếc váy cưới với đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Điều đáng nói ở tình huống này là những chiếc váy cưới đó còn mới nguyên. Chủ bài đăng có chia sẻ rằng, mẹ mình và mấy cô trong xóm mấy ngày nay đều ngồi lựa xem đồ nào còn sử dụng được thì mới đóng gói để gửi đi. Có những đồ không phù hợp như bị rách hoặc đồ lót thì đem đi đốt. Công việc tuy có vất vả nhưng rất vui, mọi người đều hào hứng làm việc. Mình còn được biết là các mẹ còn đang chuẩn bị gói bánh tét để chở ra miền Trung giúp đỡ bà con. Chỉ sau vài giờ đăng tải, cộng đồng mạng đã có phản hồi khác nhau với tình huống này. Không chỉ có thùng váy cưới, đã có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, khiến đoàn làm từ thiện lắc đầu khi soạn đồ ủng hộ. Những hình ảnh xấu xí như thế này quả thực không phải là lần đầu dân mạng được chứng kiến. Vấn đề này vốn đã được mọi người nhắc đi nhắc lại sau mỗi lần kêu gọi ủng hộ từ bà con. Thế nhưng vẫn còn đâu đó những người xem rằng việc cho đồ ủng hộ như dịp để dọn tủ dọn nhà. Họ chẳng quan tâm rằng đồ họ cho đi, người ta có thể mặc được hay không, có thể tái sử dụng hay không. Dân mạng chứng kiến những hình ảnh này không khỏi bức xúc lên tiếng cho rằng có thể những người nhận đồ từ thiện họ nghèo về vật chất, nhưng không phải thứ gì họ cũng có thể khoác lên người. Hãy là người từ thiện văn minh, có tâm và thực sự biết suy nghĩ. Người kêu gọi ủng hộ đồ từ thiện, họ cũng có công việc, cũng phải chăm lo gia đình, nhưng rồi vẫn cố dành thời gian để soạn từng món đồ có thể dùng được hay không để gửi tới tận tay người cần. Hãy ngừng coi từ thiện, ủng hộ đồ đạc như nơi để xả rác. Sự việc về những món đồ từ thiện vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân mạng. Dù rằng đây là câu chuyện chẳng còn cũ, thế nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến cho mọi người vô cùng bức xúc. Còn bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ cùng Sài Gòn TV nhé!